Kính thưa tất cả các anh em, sau một thời gian tìm hiểu còn lại trong và ngoài lớp không thể cầu, ngày hôm nay anh em chúng ta đã họp mặt đây để làm vui những người độc thân vui vẻ. Được, thưa tất cả các anh em, thay mặt cho anh em con trai trong lớp, tôi xin tuyên bố thành lập hội những người độc thân vui vẻ. Nội quy của hội chúng ta như sau: điều 1, xin thề suốt 4 năm đại học sẽ không yêu. Xin thề, xin thề, xin thề. Điều 2, kẻ nào vi phạm khai trừ hội và phải bồi thường đầy đủ mọi chi phí cho anh em trong hội. Xin đi ra, xin đi ra, xin đi ra. Và điều ba, ai quyết quyết đâu đi học, tiền đi học, đi học sống được hơn cho cái này nhé. Này nhìn con này này, dạ, con này xinh lắm. Con này mới xinh chứ. Úi giời ơi, ông ơi, nhìn lại này. Đây này, em này này, ok ôi chưa? Chân nào? Chân dài nhá. Úi giời, như thế chứ. Ăn chưa nghỉ? Ăn chưa không? Ăn chưa nghỉ? Chú đã thấy nó say chưa? Dạ thưa anh ạ. Nó thế chú thì sao? Còn mỗi cái đống giỏ chỉ ba thôi mà mày ra. Chú mày sao thế? Làm chúng là bây giờ làm thế nào? Không được, chuyện này phải họp anh em lại, nhất định là phải xin hết đi. Anh em, theo những gì mà anh em được buộc xác định là thằng Trường
là phản bội anh em ta rồi đấy. Dạ vâng. Bác coi là từ không được. Không được, đây là chúng nó phản bội anh em mình. Em xin lỗi ạ. Dạ, thưa đại ca, bọn nó còn hẹn hò nữa cơ ạ. Chúng nó hẹn hò à? Dạ vâng. Chúng nó muốn hẹn hò phải không? Được rồi, ta sẽ cho chúng nó hẹn hò thoải mái. Lại đây. Chúng mày có nhất trí không? Nhất trí, có. Nhất trí. Cái này nhất trí không? Em đồng ý ạ. Nếu như cô em muốn theo anh thì tất cả số này sẽ là của em. Không đủ à? Ờ, cái gì? Anh còn rất nhiều, rất rất nhiều. Ê, chị ơi. Thế thì xịt ra. Này, gì? Tôi xin tiền ngài. Tiền nào? Tiền thuê xe chứ cần tiền nào? Thế chú biết đi hả? Đại gia mà dùng đồ ngoại à? Việt Nam không kêu tiền này. Không cả. Mà ông mang cái tiền ông thủ nhau về đi nhá. Chứ có giả không? Em còn 30, anh cầm nốt. Cái gì? Hai. Thế chịu rồi. Ra chỗ hai đứa chúng nó hẹn hò, làm thế nào tao hát mày xin, cố gắng xin được nhiều tiền rồi xem cái thằng trưởng ái nó có cho không, cho nó lượng bản chứ. Được cái gì mà nó ra trước mặt tôi nghĩ là nó thế mà nhau mình làm hộ được tôi anh em mình đi này đợi tao khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đời thấy lớn lên còn nghèo. Đêm đêm đôi mi mong giấc ngủ mời không đến, tương lai đi xa tôi mến nghèo nghèo thương tôi. Đời tôi cô đơn nên yêu ai là cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai là cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai. Không nghe thì không biết anh em mình đúng không ạ? Nữa quay lại diệt thêm vòng nữa. Được, được, được. Lên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Hết sang anh chẳng nhận.